ហើយទៅកាន់បងប្អូនអ្នកកំពុងតែធ្វើការតាមដានអត្តបទបាទអត្តបទថ្មីមួយទៀតដែលនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនបាទតេតងជាមួយនឹងមានអគីភ័យឆាប់ឆេះនៅក្រសាលមូលកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែបហើយទីប្រពៃណីនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2016ក្នុងបុរីសុវណ្ណមាសគុំបឹងសាឡាងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទពេលនេះកំពុងសម្រាប់កិច្ចកំពុងតែបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើ
pon mình ăn cái thằng khỉ thằng đó lấy được cái một bộ này cầm bốn để tôi cái thằng ăn ở bọt mà ở bọt mình bớt đi đây là tôi cả chuẩn bị chuẩn được cái một bốn và để tôi chỉ muốn nhưng mình đã kịp hay chạm chạy được cái sáng một cái máy nó sẽ không sức cắt tôi sẽ cài phải đi cầm bốn nếu vì mau nắp bớt ngay thì được mua cho một cái chạm việc bọt bốn này mình cả là đẹp lớn kịp hay được chạm chạy cái sáng một cái máy nó sẽ thật được khốn nóng bố đấy sẽ bàn mì bụng bằng xà lan sẽ cắt tôi sẽ cài khăn với sẽ cài để đi cầm bốn và bên đi cầm năng sẽ một cái cầm bốn tái là ban cấp một luật phlương chụp bông mù là hai cái chạp cháy nhưng mà toàn đừng chẳng hạn đi và tạm đàn để bọn mình làm đây là khó đi thầm đồng.